Chào mừng các bạn đã đến với Ngọc Trời Studio. Dạo gần đây thì giá iPhone nó rất là bất ổn nên khiến cho các bạn sẽ khó khăn trong việc lựa chọn và mua những chiếc iPhone nào cho nó hợp lý, mức giá ngon rồi máy cũng phải ngon. Và trong video này mình sẽ tổng hợp lại đến cho các bạn 3 mẫu iPhone mà mình thấy đang có mức giá rất tốt tại Di Động Mỹ và nó đáng để cho các bạn có thể quan tâm và mua. Lưu ý đây sẽ là một video tổng hợp về deal chứ không phải là video review nhé. Chiếc máy đầu tiên thì sẽ là chiếc iPhone 10S Max 98% với giá là 9.990.000. Đây có lẽ là chiếc máy iPhone 10S Max rẻ nhất ở thời điểm hiện tại để cho các bạn có thể mua. Trừ những ông nào mà đi săn đồ ở chợ tốt thì mình không nói nhá. Chợ tốt thì muôn vàn giá và muôn vàn những tình trạng và có thể các bạn sẽ rất dễ sập bẫy bởi những gian thương. Và với iPhone 10S Max thì đây vẫn là một con máy mà mình nhận định nó vẫn có cho chúng ta một cái độ sang trọng nhất định. Bởi vì khung viền thép không gỉ này, rồi mặt lưng chúng ta vẫn sẽ có là mặt lưng kính, hai camera vừa đủ để cho các bạn có thể sử dụng với nhiều những tác vụ như là chụp thường hay là chụp tele. Hay là cho tới màn hình của con iPhone 10S Max này đi thì các bạn vẫn sẽ có kích thước lớn lên tới 6.5 inch, độ phân giải là Full HD, tấm nền thì là OLED, mang tới cho các bạn những cái giải màu hay là độ tương phản cực kỳ ngon, hay ngay cả độ sáng cũng tuyệt vời. Và nếu như so sánh với nhiều những con máy ra mắt gần đây, ví dụ như 11 Pro Max hay là 12 Pro Max, thì màn hình của iPhone 10S Max nó không quá là kém cạnh đâu nhá. Chủ yếu là những con máy về sau thì nó sẽ được nâng một tí ở độ sáng này, nâng một tí ở độ tương phản này, và nó cũng sẽ được tối ưu hóa lại một tí, nhưng mà nó sẽ không phải là một trời một vực đâu. Các bạn để ý nên biết cái điều đó. Thế nên màn hình của iPhone 10S Max vẫn là một trong những màn hình rất tốt để cho các bạn có thể lựa chọn và sử dụng. Đặc biệt khi mà nó kết hợp chung với cái khung viền gọi là kim loại sang trọng, các thứ không gì và có táo. Hiệu năng của iPhone 10S Max ở thời điểm hiện tại thì nó vẫn là một trong những con máy mà mình đánh giá cao. Thế nhưng mà cái vấn đề của nó xảy đến khi mà chúng ta sử dụng để chơi game thì cái nhiệt độ của nó sẽ tăng khá là nhanh và nó khiến cho chiếc máy bị giảm độ sáng màn hình. Nên các bạn lưu ý khi mà sử dụng cái chiếc máy này để chơi game á, thì chúng ta nên có những cái biện pháp để có thể giảm nhiệt độ cho máy, ví dụ như sờ nóng lạnh, hoặc là các bạn có thể ngồi cạnh quạt hay những môi trường mát mẻ để chơi game, chúng ta sẽ có những trải nghiệm ngon lành hơn. Còn đối với những trải nghiệm hàng ngày thì iPhone 10S Max nó vẫn quá best, mượt mà, các thứ ok ngon lành. Đặc biệt nhá, khi mà bạn mà sử dụng cái chiếc iPhone 10S Max này để mà chơi game với những tựa game kiểu FPS á, bạn còn có sự hỗ trợ của 3D Touch trên màn hình. Nhấn mạnh xuống cái là bắn, nhấn mạnh cái là bắn. Đấy, khỏi cần phải chơi 3-4 ngón cái thứ cho nó phiền phức, đúng không ạ? Đấy. Pin trên con iPhone 10S Max cũng là một trong những điểm mà mình đánh giá cao khi mà nó sẽ không bị quá đuối giống như con iPhone 10S thông thường, và nó sẽ tương đương, gần như là tương đương với thời lượng pin mà con iPhone 10 đó mang lại. Nên đây cũng sẽ là một cái điểm mạnh nữa mà các bạn sẽ nhận được khi mà bạn mua con iPhone 10S Max. 9.990.000, đây là một mức giá mà mình cảm thấy rất hợp lý cho iPhone 10S Max. Chiếc máy iPhone đáng mua thứ hai mình mang đến cho các bạn trong cái danh sách này đó chính là iPhone 11. Có thể khi nhắc tới iPhone 11 thì các bạn sẽ nghĩ tới rằng đây là một trong những chiếc máy đang bị tăng giá rất là cao khi mà các bạn mua những chiếc máy VNA. Nhưng không, đây sẽ là iPhone 11 99%, và tại Di Động Mỹ bây giờ chúng ta có thể mua với giá là 11.490.000. Đây có thể nói là một trong những mức giá rất dễ tiếp cận, và nếu như các bạn so sánh với thời điểm trước đây thì cái mức giá của chiếc máy 99% này nó đã tương đồng so với thời điểm trước dịch. Đấy, nên là có thể thấy rằng nó không giảm nhưng nó giữ nguyên, nó không bị tăng lên, thì đấy cũng là một mức giá ok. Đối với iPhone 11 thì đây là một con máy nó hoàn hảo ở rất nhiều yếu tố. Nó chỉ có duy nhất một cái điểm, đó chính là cái màn hình của nó thì cái thông số không quá ấn tượng, chỉ là HD cộng, và cái viền của màn hình này thì nó hơi dày một tí mà thôi. Nhưng bù lại thì chúng ta lại có một cái màn hình với kích thước rất hợp lý, 6.1 inch, nó vừa đủ không gian để cho các bạn có thể trải nghiệm, và nó cũng giúp cho tổng thể chiếc máy của chúng ta dễ dàng cầm nắm. Dù cho các bạn có sử dụng bằng một tay thì nó cũng ổn. Và đến với hiệu năng đi, thì iPhone 11 nó sẽ không bị nóng quá nhanh như con iPhone 10S Max vừa nãy mình đã nói. Nó khi mà các bạn sử dụng để chơi những tựa game nặng một tí, ví dụ như kiểu là PUBG đi, thì chiếc máy này rất khó bị gặp cái hiện tượng đấy là nóng máy và giảm độ sáng màn hình. Cũng bởi vì một phần là do con máy này nó sử dụng màn hình IPS nên nó sẽ không bị cộng hưởng cái độ nóng từ tấm nền màn hình hắt xuống. Nên đây cũng sẽ là một trong những điểm mà nếu như các bạn muốn sử dụng những chiếc máy iPhone để chơi game thì có thể ngắm tới chiếc iPhone 11 này. Còn về cái trải nghiệm sử dụng hàng ngày thì chẳng phải nói rồi,
những cái chiếc máy iPhone 1 vẫn còn quá ngon. Nếu như mà nó có bị giật lag thì giật lag ở đây sẽ là những cái lỗi, những cái bug do iOS mang đến, chứ không phải là giật lag do cái cấu hình của iPhone 11 nó tệ nhá. Nên các bạn để ý điều này. Chúng ta sẽ có là chip Apple A13 Bionic và các bạn có 4GB 64GB bộ nhớ trong cho chiếc máy tiêu chuẩn. Và thêm nữa, đối với iPhone 11 thì các bạn sẽ không có camera tele, mà các bạn sẽ có một cam thường và một camera góc siêu rộng. Từ đó thì nó cũng sẽ phù hợp hơn đối với những đối tượng sử dụng để chụp ảnh thông thường. Và đôi khi đi du lịch thì chúng ta muốn có một góc rộng hơn để chụp ảnh, nó thu được nhiều chi tiết, thu được nhiều cái quang cảnh hơn, thì iPhone 11 nó cũng sẽ làm rất tốt với điều này. Còn về cái trải nghiệm chụp hình trên iPhone 11 như thế nào thì mình cũng đã có những cái video đánh giá về iPhone 11, các bạn có thể tìm ở trên kênh Ngọc Trần Studio và xem lại nhé. Chiếc iPhone tốt và có mức giá hợp lý cuối cùng mình mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay, nó sẽ là chiếc iPhone 12. Tất nhiên thì cũng sẽ là 99%, với mức giá chỉ là 15.690.000 tại di động Mỹ. Thì đây rõ ràng là một mức giá cũng lại quá hợp lý rồi. Thay vì việc là các bạn phải mua những chiếc iPhone 11 mới, thì cái việc mà các bạn bỏ tiền ra mua iPhone 12 99% nó lại hợp lý hơn rất là nhiều. Bởi vì thứ nhất, đó là những cái vấn đề về màn hình từ cái thời iPhone 10R, 11 thì đến iPhone 12 thông thường nó là fix hoàn toàn. Bởi vì nó cũng đã được nâng lên tấm nền OLED cùng độ phân giải là Full HD. Các bạn cũng sẽ có một cái viền màn hình mỏng không khác gì so với thế hệ iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max. Nên về màn hình, rõ ràng iPhone 12 là một trong những chiếc máy nó có mức giá hợp lý mà chúng ta vẫn sẽ có màn hình tuyệt vời để dùng. Điểm thứ hai đó chính là đối với iPhone 12 thì các bạn sẽ có một cấu hình rất rất ngon trong tầm giá. Các bạn sẽ có ở đây là chiếc Apple A14 Bionic, các bạn sẽ có 4GB và các bạn sẽ có 64GB bộ nhớ trong cho phiên bản tiêu chuẩn nhất. Tất nhiên thì khi mà các bạn mua thì các bạn cũng sẽ có những tùy chọn là 128GB bộ nhớ trong để chúng ta sẽ có một cái bộ nhớ cao hơn, lưu trữ dư giả hơn. Và đối với cấu hình của iPhone 12 thì chơi game cũng không thành vấn đề. Duy nhất chỉ có một game mà mình cảm thấy rằng nó không ổn, đó chính là Genshin Impact. Khi các bạn chơi trên chiếc máy này thì nó sẽ làm cho chiếc iPhone 12 nó nóng cực kỳ nhanh, và chúng ta sẽ phải có những biện pháp kiểu là xò nóng lạnh để tản nhiệt, đúng không? Tất nhiên máy đã nóng thì sẽ phải tản nhiệt cho nó thì chơi game nó mới ngon được. Còn về vấn đề khi các bạn sử dụng để chơi một số những game kiểu là PUBG Mobile đổ xuống thì bạn vẫn có thể chơi hoàn toàn vô tư, ngon lành, không có vấn đề gì hết. Trải nghiệm hàng ngày thì iPhone 12 vẫn quá tốt đi, iPhone 11 ngon, iPhone 10S Max ngon thì chẳng có lý do gì mà iPhone 12 trải nghiệm hàng ngày nó lại tệ cả, đúng không ạ? Còn về cụm camera thì iPhone 12 vẫn sở hữu cho chúng ta hai camera, một góc thường và một góc siêu rộng. Về những bức ảnh khi mà chúng ta chụp hình ra từ iPhone 12 khi mà so sánh với iPhone 11 ấy thì nó gần như là không có sự khác biệt, và nó cũng sẽ không có quá nhiều những sự cải tiến ở cái thuật toán. Nên nói chung rằng là về camera thì mình đánh giá rằng iPhone 12 hay là iPhone 11 nó đều tốt. Chủ yếu nếu như các bạn nâng cấp lên được iPhone 12 thì các bạn sẽ có một cái build mới mẻ hơn này. Các bạn sẽ có màn hình tuyệt vời, ngon lành hơn rất là nhiều. Các bạn cũng sẽ có khả năng sạc pin với công suất tối đa lên tới là 20W. Nói chung là nó hơn khá nhiều thứ khi mà chúng ta so sánh. Và đặc biệt với mức giá là 15.690.000 thì đây là mức giá mà mình đánh giá là nó rất rất hợp lý cho chiếc máy này. Và trên đó là ba chiếc máy mà mình cảm thấy rằng nó ngon, nó tốt và nó có một mức giá hợp lý để cho các bạn có thể lựa chọn ở thời điểm hiện tại nếu như các bạn đang cần một chiếc iPhone. Và các bạn, theo các bạn thì trong cái giải mức giá từ 10 cho tới 15 triệu thì còn chiếc máy nào đã mua nữa, hay comment để lại ý kiến các bạn phía bên dưới. À, tất nhiên là còn iPhone 11 Pro phiên bản thông thường. Như chiếc máy đó thì mức giá khoảng tầm hơn 14 triệu, gần 15 triệu thì mình thấy nó vẫn không hợp lý cho lắm. Không hợp lý bằng việc là chúng ta lựa chọn hẳn iPhone 12 nên mình mới không đưa vào danh sách ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy video hữu ích, mình quên để lại một like, share và bấm subscribe kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.